Mâu thủy phải diễn sâu, Hanye đã làm điều này khiến ai cũng phải nể phục, khí chất quá lớn. Hanye vẫn bình thản, giữ riêng cho mình một khí chất ngút trời, trong khi Á hậu 2 ra sức diễn sâu để lọt ống kính cho đẹp. Tối ngày 2 tháng 4, Hoa hậu Hanye xuất hiện trong một sự kiện chính thức của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Trước đó, cô vừa trải qua một cơn ngộ độc thức ăn phải nhập viện, nhưng vẫn cố gắng trang điểm và ăn mặc chỉnh chu để kịp tham dự sự kiện vào phút chót. Ngay lập tức, thân hình hơi gầy so với thời điểm sau đăng quang, trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Một bức ảnh chụp Hoa hậu từ góc nghiêng làm bùng lên tranh cãi về ngoại hình của cô. Một số ý kiến cho rằng Hanye tiều tụy và có phần xuống sắc so với thời điểm đăng quang. Trả lời báo chí, Hoa hậu cho biết, tôi lên cân hay xuống cân đều rất nhanh, nên mọi người thường dễ phát hiện ra thay đổi ở hình thể của tôi. Trong sự kiện vừa qua, tôi vừa trải qua đợt ngộ độc thực phẩm nên cân nặng giảm sút. Hanye giải thích thêm, cô có xương quai xanh lộ rõ, nên nếu nhìn qua ảnh thì thường gây cảm giác gầy hơn hình thể thật, ngay cả khi còn trong cuộc thi và lúc mới đăng quang. Cô có hình thể đầy đặn hơn hiện tại, nhưng vì xương quai xanh lớn nên vẫn tạo ấn tượng là gầy gò. Hoa hậu khẳng định cô đang trong thời gian tập luyện để tăng cân và chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2018. Thời gian này cô phải theo đuổi lịch trình hoạt động khá kín của một đương kim hoa hậu, nên có ít thời gian chăm chút hình thể. Hanye cho biết, cô mới bắt đầu tập gym được một tuần, cô hy vọng sẽ tăng số đo vòng 3 để có được vóc dáng gợi cảm hơn. Hoa hậu cũng trấn an công chúng rằng, hình thể cô rất dễ cải thiện nếu tập luyện chăm chỉ nên không cần lo lắng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng hoa hậu cắt tóc quá ngắn khiến khuôn mặt cô trong xương hơn và khó tạo những kiểu tóc mới. Ngược lại, Hanye lại thể hiện sự tự tin và ưng ý khi để kiểu tóc này, cô bộc bạch. Tôi muốn mạo hiểm thử những kiểu tóc khác nhau, nên việc cắt ngắn như thế này không khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Sáng nay tôi cũng lên mạng và đọc khá nhiều bình luận của mọi người, có cả những lời chê. Tôi nghĩ đẹp hay xấu là gu của mọi người, nhưng tôi vẫn tự tin với lựa chọn của mình. Hanye diện thiết kế của stylist Đỗ Long, sau đó cô đã lễ phép cảm ơn anh trên Facebook cá nhân. Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Hanye tại sự kiện hôm ngày 2 tháng 4. Biết rõ tình hình, nhiều người thương cảm và lo lắng cho sức khỏe của Hanye, sợ cô sẽ gục ngã vì trọng trách quá nặng nề. Tuy vậy, khi Hoa hậu trông mộc mạc giản dị nhưng đầy khí chất, thì Á hậu 2 lại bị phanh phui diễn sâu khi ngồi cùng bàn tiệc. Cụ thể, điều gây tranh cãi ở đây chính là thái độ khác biệt rõ ràng của top 3. Khi con kính máy quay lia đến, trong khi Hoàng Thùy bình tĩnh, giữ kiểu cách, thì Mâu Thủy ra sức diễn sâu, đôi lúc là làm màu để hình ảnh được lọt vào trong khung hình hoàn hảo và chuyên nghiệp hơn. Hình ảnh cắt từ đoạn clip cho thấy Mâu Thủy đang cố cầm tờ thực đơn, thẳng lưng tạo dáng, Hanye lại mộc mạc bình tĩnh dịu dàng. Bình luận của cư dân mạng về phong thái của top 3.